Man United tạo ra nhiều cơ hội. Rasmus Højlund khiến các cổ động viên đội chủ sân Old Trafford phấn khích bằng cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên, những khoảnh khắc hớ hênh của hàng thủ, đặc biệt là sai lầm của Andre Onana khiến Man United thua trận thứ hai liên tiếp ở cúp C1 Champions League. Trước đây, chưa bao giờ Manchester United khởi đầu cúp châu Âu bằng hai thất bại. Manchester United chơi không tệ trong hiệp đầu tiên. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt và duy trì sức ép đều đặn lên hàng thủ của đối phương. Khi Marcus Rashford bất ích kỷ trong các tình huống có bóng ở biên, cơ hội đến với quỷ đỏ rõ ràng hơn và Højlund tận dụng được ở phút 17 để ghi bàn mở tỷ số. Galatasaray chỉ có một pha dứt điểm trúng đích duy nhất trong hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, đó lại là bàn gỡ hòa. Hậu vệ Man United không tranh chấp nổi với Wilfried Zaha, trong khi Onana không chủ động kiểm soát được tình hình khi đồng đội đang thất thế. Tiền đạo của Galatasaray tâng bóng qua thủ môn chủ nhà để ghi bàn. Sau giờ nghỉ, Højlund một lần nữa đưa Man United vượt lên nhưng Kerem Atukoglu lại gỡ hòa trong tình huống hàng phòng ngự của Man United thể hiện sự yếu kém. Bước ngoặt khiến Man United mất kiểm soát là tấm thẻ vàng thứ hai của Casemiro ở phút 77. Dù vậy, người đáng trách ở tình huống đó là Onana khi thủ môn này thực hiện đường truyền bất cẩn bị đối thủ cướp bóng. Casemiro phạm lỗi khiến Manchester United chịu phạt đền và mất người. Cầu thủ Galatasaray đá ra ngoài từ chấm 11m, nhưng đội khách vẫn có bàn thắng quyết định để giành 3 điểm sau đó vài phút với pha lập công của Mauro Icardi. Sofyan Amrabat cầu thủ không làm tốt ở tình huống thủng lưới thứ hai của Manchester United tiếp tục là vị trí then chốt giúp Galatasaray có bàn thắng. Cầu thủ người Maroc dâng lên không kịp giúp Icardi thoát việt vị. Tiền đạo người Argentina dứt điểm khéo léo hạ gục thủ môn Man United, ấn định chiến thắng 3-2 cho Galatasaray.